Xin chào anh chị em. À, từ thế tây của hợp âm re thứ thì chúng ta có thể là tính ra thêm những hợp âm khác. Đây là re thứ nè. Ba dây dưới nha anh chị em, ba dây dưới thôi. Re thứ. Rồi, anh chị em di chuyển lên ngăn số 5, giữ nguyên thế tây này, di chuyển đến ngăn số 5. Đàn ba dây dưới nó sẽ là mi thứ. Rồi, di chuyển lên ngăn số 6. Đây là pha thứ. Rồi, giữ nguyên thế tây này cũng di chuyển lên ngăn số 8. Là son thứ. Rồi, ngăn số 10 la thứ. Rồi ngăn số 12 si thứ. Rồi ngăn số 13 đô thứ. Nhớ là chỉ cần 3 nốt thôi là nó sẽ đủ cho hợp âm, và cái này chúng ta có thể là vận dụng khi mà chúng ta đệm, ví dụ đệm bài giọng la mi thứ đây. Đợi như thế này. Hà mùa này vẫn những cơn mưa. Đó, chúng ta giờ đây thấy nó lạ lạ liền, thấy chưa? Lại nè, Hà mùa này vẫn những cơn mưa mi thứ nè, mi thứ bình thường chúng ta bấm vậy đúng không? Cơn mưa. Lần thứ hai nghe nó lạ liền ha. Cùng bài này mà chúng ta ví dụ chúng ta đờn ở giọng mà la thứ ha. Hà mùa này vắng những cơn mưa. Vẫn được thấy chưa? Thay vì chúng ta được đây. Này vắng những cơn mưa. Học được đây. Vắng Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Đó thấy cái rét đầu đông. Được hết. Thì chúng ta học nhiều cái dạng thế bấm như thế này thì chúng ta sẽ phong phú về cái cách đệm hơn nha anh chị em. Rồi bài tập hôm nay là dựa vào thế bấm re thứ thôi. Ở những cái bài tập tiếp theo thì Tùng sẽ hướng dẫn cho anh em nhiều thế bấm khác nữa. Anh chị em nhớ theo dõi nha. Thì Tùng xin chào anh chị em và hẹn gặp lại ở bài giảng tiếp theo.